không xanh cung kính nên không thể lãnh thọ vì không tin nhận nên hoặc thân hoặc tâm đều chẳng hòa hợp vì chẳng hòa hợp nên không thể hiểu rõ nghĩa lý sâu xa của bát nhã ba la mật đa người ấy đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa không thể tin nhận được chẳng lắng nghe được, chẳng hiểu rõ được, chẳng quan sát được nên làm cho nghiệp thiếu tránh pháp càng tăng trưởng. Do nghiệp này nên nghiệp tội vẻ ác tuệ tăng trưởng. Bởi nghiệp này nên khi nghe bát nhã ba la mật đa sâu xa, liền nhàm chán, hủy báng, vứt bỏ, thiện hiện nên biết các thiện nam tử vân vân trụ bồ tát thừa này nhàm chán hủy báng vứt bỏ bát nhã ba la mật đa sâu xa nên biết tức là nhàm chán hủy báng vứt bỏ trí nhất thiết trí của chư phật ba đời do nhân duyên này làm cho ác nghiệp tăng trưởng rất nặng do nghiệp này nên đọa vào địa ngục lớn trải qua thời gian lâu dài chịu nhiều khổ cực nghĩa là vì ác nghiệp và thói hư từ đời trước nặng nề nên căn lành của sự giác ngộ yếu ớt phước đức cạn mỏng nên tổn hại